Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, triệu tập 11 nghi phạm chuyên lừa chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Theo tài liệu điều tra ngày 29 tháng 3, công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà NTS, 51 tuổi, ngụ tại phường Đại Nại, thành phố Hà Tĩnh, về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng. Nghe theo lời dụ dỗ S đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền hơn 880 triệu đồng cho các nghi phạm lừa đảo. Sau khi tiếp nhận tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác minh làm rõ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Công an thành phố Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát gồm 8 cán bộ chiến sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận xác minh các đối tượng nghi vấn. Sau thời gian điều tra căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19 tháng 4 lực lượng hình sự công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh triệu tập Nguyễn Văn Hiếu 39 tuổi ngụ tại phường 4 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và 10 nghi phạm khác để đấu tranh làm rõ. Bước đầu Hiếu khai nhận từ năm 2020 đến nay, Hiếu thuê nhà tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán trà sông đóng gói và mỹ phẩm và thuê 10 đến 12 nhân viên làm việc. Sau đó Hiếu lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm bán data số liệu điện máy để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ, rồi mời chào khách hàng. Để bán được các sản phẩm này với giá cao thu tiền chân lệch, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh, nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng. Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên đã gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính tổng số tiền Hiếu cùng đồng bộ đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Tĩnh thu giữ nhiều tăng vật gồm 21 điện thoại bàn có gắn SIM, một máy in, một máy tính sách tay, nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép và một thẻ ATM.